Chuyển sang nội dung lớn thứ hai là các phương pháp xác định công thức phân tử và chất hữu cơ. Ở phần trước người ta nghiên cứu định nghĩa, ý nghĩa của các cái công thức biểu diễn là phân biệt chúng. Thế bây giờ ta sẽ xem là trong các cái bài toán để xác định được công thức phân tử và chất hữu cơ người ta phải làm những việc gì. Thì có cái nội dung thứ nhất một nhỏ, đấy là sơ lược về phân tích nguyên tố. Sơ lược về phân tích nguyên tố. Đây là một nội dung mà trong cái bài đại cương về học hữu cơ của lớp 11 đã giới thiệu, nhưng mà rất nhiều bạn không coi trọng nó, không bỏ qua. Thầy nghĩ là dù sao đây cũng là nội dung rất là quan trọng. Nó định hình cho các em nhiều vấn đề mà có thể là sau này khi lên đại học các em còn suy nghĩ về nó. Thì cái nội dung thứ nhất là phân tích định tính. Về phân tích định tính thì có hai ý cần phải quan tâm. Nghĩa là mục đích của nó. Thì mục đích của phân tích định tính là để đi xác định xem trong chất hữu cơ có mặt nguyên tố nào. Nói một cách khác là nhờ phân tích định tính người ta sẽ rút ra được công thức tổng quát. Công thức tổng quát là gì thì lúc đấy nói rồi, cho biết thành phần nguyên tố chất hữu cơ. Tức là nguyên tắc của phân tích định tính là phải chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ vào trong các chất vô cơ đơn giản, quen thuộc, rồi nhận ra chúng bằng các phản ứng đặc trưng. Các em nhớ ở đây là nhận ra hay nói cách khác là nhận biết. Nhưng mà nhận biết thì là phải tiến hành một cái phản ứng hóa học làm sao cho hiện tượng xảy ra giác quan của con người có thể cảm nhận được. Nhiều khi các bạn là cứ hay nói là bây giờ em nhận biết tần nào, hát một cách là cho HCl vào. Thế hỏi HCl vào thì các em nhìn thấy gì? Các em viết ở trên giấy thì thế thôi, nhưng mà hiện tượng thực tế xảy ra khi ta làm thí nghiệm không thấy gì cả, đúng không? Cho nên là các bạn phải nắm rõ rằng ở đây là ta nhận biết. Đây là nhận biết. Định tính là ta nhận biết. Vì là nhận biết cho nên là nó sẽ có cái chuyện như thế này này. Là nếu như carbon thì dễ không? Đó, đốt cháy. Bạn có CO2 đúng không? Các bạn dẫn vào nước vô trong dư. Thì các bạn sẽ có được CaCO3 kết tủa. Thế còn đối với hydro thì sao? Hydro thì các bạn đốt cháy tạo thành nước. Nên phải nhận biết nước đúng không? Trên thì nhận biết CO2 bằng cách là cho nước vô trong dư. Bên nhận biết nước thì làm thế nào? Rất nhiều bạn bảo thầy là em cho qua 2 4 đặc thì cũng giống như phản ứng của NaOH-HCl, làm sao bạn biết được hiện tượng là gì? Không thể phân biệt được đúng không? Cho nên là ở đây nước này muốn nhận biết được thì có hai cách. Nếu như không dùng nước thử ấy, thì sau này bạn làm thí nghiệm, ở trong thí nghiệm bạn thấy là ta chỉ cần đốt cháy hợp chất có chứa hydro thôi thì sẽ có ngay cái hơi nước đậm ở trên thành thí nghiệm, thì đấy mình biết là có hydro trong đó. Thế còn nếu như dùng nước thử thì bạn hãy dẫn qua CuSO4 khan. CuSO4 mà khan thì nó có màu trắng. Còn khi mà có nước vào thì nó chuyển thành dạng muối ngậm nước. Khi đó cái ion CO2 cộng nó bị hydrat hóa và nó có màu xanh. Đấy, cái này mới chính xác là định tính của hydro. Và nó sẽ phân biệt ngay với cái phân tích định lượng bây giờ. Phân tích định lượng. Là nghe cái tên là mình đoán được rất nhiều đúng không? Mục đích của phân tích định lượng là để xác định xem trong chất hữu cơ đấy có mặt nguyên tố gì, với lượng là bao nhiêu. Với lượng là bao nhiêu, là cái khác là từ phân tích định lượng này mà ta chia được công thức phân tử của chất hữu cơ. Đấy là vì thế trong bài toán chúng ta sẽ gặp phân tích định lượng nhiều hơn. Còn phân tích định tính này nói chung là nó mang ý nghĩa lý thuyết. Thế và cái nguyên tắc thì các bạn cũng rất là dễ nhầm lẫn, chỗ là nó cũng chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ và các chất vô cơ đơn giản quen thuộc như này không nhận biết, mà sau đó ta sẽ phải định lượng các cái sản phẩm vô cơ quen thuộc đấy bằng các phương pháp khối lượng hoặc thể tích. Thì ở đây ta sẽ phải định lượng chứ không phải là nhận biết nữa. Cái phương pháp mà xác định có định lượng bằng khối lượng hoặc thể tích là như nào? Khối lượng là ví dụ như này, thầy có thể dùng nguyên cái phương pháp định tính này để định lượng luôn carbon cũng được. Tức là bây giờ ta cho carbon ở trong một chất hữu cơ tác dụng với oxy thành CO2. CO2 này hấp thụ vào nước vô trong dư tạo ra kết tủa. Thầy đang cân kết tủa để chúng ta định lượng được carbon. Lúc trước thầy chỉ nhìn thấy kết tủa thôi, bây giờ thầy sẽ lọc vớt kết tủa để cân để chúng ta định lượng. Thế còn đối với hydro thì bây giờ mới có cái chuyện là đốt cháy tạo thành nước rồi dẫn qua H2 bốn đặc.
Vì hai bốn đặc nó giữ nước nặng, ta không nhìn thấy nhưng ta có thể cân. Ta thấy sự chênh lệch về khối lượng, và sự chênh lệch về khối lượng đấy chính là do nước gây ra. Thì đấy là định lượng của nước, và phân nhớ là phân biệt hai cái này, định tính và định lượng của hydro để không nhầm lẫn với nhau. Thì hai cái này đều cân đúng không? Cân bình thứ 24 này, cân cái tủa này, thì phương pháp đấy là định lượng bằng phương pháp khối lượng. Thế định lượng thể tích thì thường dùng cho meter, dùng meter khí trơn. Thì đấy là cái phần thứ nhất nói qua về phân tích định tính và định lượng trong phương pháp phân tích nguyên tố, để cho các em hiểu tại sao mà trong các bài tập liên quan đến hợp chất hữu cơ lại hay gặp phản ứng đốt cháy thế. Vì cái phản ứng đốt cháy là phản ứng cơ bản để mà phân tích nguyên tố của hợp chất hữu cơ, và các cái số liệu này chính là những số liệu mình thường xuyên bắt gặp trong các bài toán.